World Cup luôn là giải đấu đem đến nhiều khao khát và nồng nhiệt nhất hành tinh. Vì thế, năm nay Bentoni cho ra mắt bộ sưu tập Football Fever với 6 thiết kế giày lấy cảm hứng từ màu cờ của 6 ứng viên vô địch. Trên tay mình bây giờ là đôi Samba Sneaker dành cho những fan bóng đá của đội tuyển Brazil. Từ màu cờ vàng xanh, Bentoni đã cách điệu thành những đường nét như này, thể hiện chuyển động nhanh, mạnh và dứt khoát của môn thể thao vua. Đôi này có phần da upper được làm từ chất liệu microfiber cao cấp, bền bỉ, mềm mại, có độ bền kéo, độ mài mòn, khả năng chống nấm mốc rất cao. Phần đế cao su dẻo, ma sát tốt, đàn hồi cao và tạo sự linh hoạt tối đa cho đôi chân. Ngoài ra, lớp lót phía trên giày là lót rời, gồm 2 lớp với lớp trên là da thật và lớp dưới là cao su non êm ái. Form dáng ôm và chuẩn từng mili theo đôi chân tạo sự êm ái trong dây chuyền và thoải mái khi cần phải vận động trong thời gian dài. Với form dáng ôm chân, đôi này cực kỳ dễ phối đồ, đi làm, đi party hay đi cổ vũ bóng đá đều rất thời trang, nam tính. Sản phẩm có giá là 799.000 đồng, là phiên bản giới hạn chỉ có trong mùa World Cup năm nay, vì vậy đừng ai bỏ lỡ nhé!